thì cái cũng biết rồi, bia Đức là một cái sản phẩm mà được nổi tiếng của nước Đức và cũng lên toàn thế giới. Thì cái em muốn truyền tải cái văn hóa uống bia cũng như cái chất lượng đến với con người Việt Nam của thế hệ không khí, và cái mục đích lớn hơn nữa là muốn mang một cái sự kiện về cho thành phố của mình. Đó. Thì năm ngoái em có qua đến Đức năm đó, thì tôi mới qua bên Đức thì có một cái lễ hội bia của Đức, thì cũng mong muốn, vì từ xưa lễ hội bia của Đức thì nó chỉ tổ chức ở nước Đức là xứ Bavaria, là xứ Munchen hoặc là Stuttgart thôi. Đấy. Thì đây là một cái sự kiện mà nằm bên ngoài của nước Đức và được bảo trợ của một hãng bia về gia đình lớn nhất nước Đức và về chất lượng là cao nhất của châu Âu hiện tại. Hiện tại cái hãng bia này thì tốc độ tăng trưởng của châu Âu là 300%, hiện tại là hãng bia công cấp nhất của châu Âu hiện tại. Thì cũng muốn mang một cái sản phẩm mà thứ hai mang lại một cái giá trị đối với du lịch, thì cũng mong muốn là sẽ người dân tiếp cận để hiểu được con món của người Đức, con món bia của Đức tại sao mà nó nổi tiếng trên toàn thế giới vậy. Rất nhiều người trên thế giới, những người thích uống bia trên thế giới đều muốn được tham gia một lễ hội bia của Đức. Thì cái sự kiện này nó sẽ giống nguyên bản, giống như bên Đức, không khác gì về văn hóa, về âm nhạc, về thức uống, về đồ ăn và sự giao lưu giữa Việt Nam và Đức. Thì hiện tại, đúng không? Đó. Thì tất cả nó còn khác từ Đức. Thì năm ngoái nó có một bài viết về Việt Nam và Đà Nẵng trên một tờ báo của Đức. Đấy. Và rồi chúng ta làm quen với họ. Và hôm sau chúng ta lại ngồi với một người khác và chúng ta cũng lại làm quen với họ. Nên cái văn hóa đoàn kết nó thông qua cái việc uống. Cái chuyện uống thì nó không phải là cái gì nó quá tốt lắm, nhưng mà cái mà giao tiếp qua đó và chúng ta tạo những cái mối quan hệ của đó và sự đoàn kết của xã hội qua cái việc uống nó như thế nào. Đấy. Và uống như thế nào có trách nhiệm. Ví dụ trong sự kiện này chúng tôi sẽ phát những cái vé taxi miễn phí đi về. Đấy. Có ai cũng có, cứ người nào được mua vé thì bên cạnh đó là sẽ có được một cái vé được đi về nhà. Và thứ hai nữa là cái sản phẩm được sản xuất nó chất lượng như thế nào, từ cái quy trình sản xuất cũng như cái tất cả các nguồn nguyên liệu của Đức rất là chặt chẽ. Ví dụ cái nhà máy bia này, bán kính thu hoạch bia, thu hoạch nguồn nguyên liệu là cái mosh của họ, hấp lon á, là thành phần chính của bia, thì nó chỉ trong vòng bán kính 100 km và dưới sự kiểm soát rất chặt chẽ của hãng thì mới được sản xuất, mới được mua và được sản xuất. Nên cái quy trình sản xuất của họ rất là chạy. Ví dụ một mẻ bia nó phải được 26 ngày lên men thì nó ra một mẻ bia, nó không có ăn đến, nó không có tạp chất, nó không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào trong bia cả. Đấy. Thì qua cái việc mà lễ hội này để một người uống thật là nhiều thì tất nhiên mình cũng không cổ xí uống nhiều, nhưng để thấy được rằng là rồi thứ hai là trách nhiệm của người bán sản phẩm đó, thì chúng tôi là sẽ có những cái vé taxi miễn phí. Cứ khách nào tới mua cái voucher đó thì chúng tôi khuyến cáo là khách không nên tự đi xe mà hãy đi vào phương tiện công cộng tới đó, và chúng tôi khách hàng họ hiểu hơn về cái tâm của những người bán bia, thì chúng tôi sẽ phát cái vé, cái vé đó trị giá là 50.000 đồng để cho cái việc anh chị quay về nhà khách hàng thôi, để ngày mai chúng ta đi làm là khỏe mạnh. Có hoạt động thì chúng ta có chương trình âm nhạc, những ban nhạc Việt Nam và ban nhạc nước ngoài có tham gia, rồi những sự kiện. Nói chung là đây là một lễ hội thì nó mang tính các phần hội rất là cao, có nghĩa phần giải trí đó rất là cao để cho mọi người thực sự là giải trí. Ngoài cái chuyện uống bia, chúng ta có xây dựng, chúng ta có được cái phần hội giải trí để không gian rồi con người trong đó chúng ta đoàn kết hơn, chúng ta giao lưu đấy. Có một cái đó trong một không gian để chúng ta giao lưu nhiều hơn là chúng ta đi uống bia. Em hy vọng rằng đây đầu tiên về bia mà có đại diện của bên Đức, và cảm nhận ở Việt Nam bây giờ sử dụng cái sản phẩm tuyệt đối là sản phẩm bia Đức 100%. Đúng rồi, đây là và hy vọng là hàng năm chúng ta tổ chức và chúng ta sẽ quảng bá tốt hơn nữa để cho những mua bia chúng ta sẽ quảng bá tới bên châu Âu lận. Sau này chúng ta sẽ quảng bá bên châu Âu để làm gì, để có những cái lượng khách. Vì tháng 8 á, tổ chức tháng 8, bởi vì trong tháng 8 á là bên châu Âu người ta nghỉ, người ta đi du lịch. Thành ra nếu mà chúng ta làm sự kiện tốt thì người châu Âu sẽ tới Đà Nẵng nhiều hơn. Người gọi là nghỉ hè của người ta. Thành ra là cũng mong muốn đúng như ra lễ hội á, bia của Đức là tháng 10. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ làm trong tháng 8. Thứ nhất là cho cái mùa du lịch của Đà Nẵng.
8 sau cái tháng 7 đó là tháng 8 bắt đầu đi học thì cũng đang sắp tiễn. Mà châu Âu thì lại đi du lịch vào tháng 8 đó, thì nó mùa nghỉ của người ta thì cũng hy vọng là cái việc làm này sẽ có lượng khách đến là này. Người dân có văn hóa, có ý thức hơn khi sử dụng cái bia thế này. Bia là cái gì đó để giải trí, để mà tái tạo sức lao động cho nó cũng xây xỉn. Khuyến cáo là hôm nay cũng quá nhiều để mà kiểm soát trong cái việc sử dụng cái sống cấp bộ. Mục đích là đó là đọc bằng này, đọc bằng này. Thì cái sự kiện này thì hai đêm có muốn là vị trí ngồi thì chỉ có 1.000 người một đêm thôi. Sau này thì lớn hơn sớm chưa biết, nhưng mà vì cái sự yêu thích của sống vì đây là lần đầu tiên nên nó cũng chưa dự đoán được cái nó sẽ như thế nào, nhưng mà cũng hy vọng là sẽ có sự kiện thành công đã đạt được. Thì cứ lỗ bài sắp tới cũng có người ở bên Đức qua, bên Hạ qua và bên Đức chỉ báo chí. Ok, rồi cứ sinh hoạt là bên ngoài nữa và một cái lễ liên quan đến gì đó. Tất nhiên ở Đài Loan Việt Nam thì cũng có một số nhà làm rồi GBA người ta cũng làm. Thì ở nước Đức là một thành phố là tổng sự kiện khác nhau. Ở đây là một tốt gạt và vui trình đất nước Nít này. Thành ra là hy vọng là sẽ có một sự kiện quốc tế tổng đặc trưng. Chào đón quý vị quan khách, quý vị phóng viên báo đài trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhận lời mời đến dự họp báo lễ hội Beer Festival Đức 2019. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng của chúng ta. Dự kiến sẽ có hơn 2.000 khách tham dự với những chương trình phong phú, ấn tượng, nhiều cung bậc cảm xúc sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 2 tháng 8 2019 tại công viên Cá Voi, tức là ở ngã ba đường Võ Nguyên Giáp và đường Vương Thừa Vũ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Dưới sự tài trợ của hãng bia gia đình Dikenlakai, Bia Đức độc quyền cho sự kiện này và đơn vị đăng cai tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phụng Nhĩ, tức là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, đó là lý do có buổi họp hôm nay. Về dự họp báo lễ hội bia Đức 2019 hôm nay, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu về phía ban tổ chức chủ trì họp báo, một ông Ngô Tăng Nguyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phụng Nhĩ. Ông Antonio, quản lý bán hàng toàn quốc Việt Nam. Ông Lê Tấn Hòa, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phụng Nhĩ. Về phía khách mời thì trân trọng giới thiệu và chào mừng hơn 20 phóng viên báo đài trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và quý vị khách mời, thay mặt người làm chương trình và ban tổ chức, kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, buổi họp báo sẽ diễn ra trong vòng 60 phút. Sau đó trân trọng kính mời quý vị đồng nghiệp, quý vị đại biểu, quý quan khách. Chúng ta sẽ dự và ở lại thưởng thức cái khám phá 100% bia Đức và ẩm thực đậm đà văn hóa của Đức này. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời chủ trì họp lên bàn làm việc. Trân trọng kính mời quý vị. Chúng ta dành cho chủ tọa hội nghị họp báo hôm nay một tràng vỗ tay để cho khí thế của sáng. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Ngô Tăng Nguyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phụng Nhĩ, thay mặt ban tổ chức sẽ phát biểu chào mừng. Xin mời ông. Xin chào tất cả quý báo giới. Cảm ơn các chị đã dành thời gian để quan tâm đến cái sự kiện bây giờ Đức lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tài trợ của hãng bia gia đình lớn nhất nước Đức của thành phố Stuttgart, đại sứ Bavaria và cái nôi của cái bia Đức và cái nôi của bia của ngành bia thế giới về chất lượng cũng như là kỹ thuật. Thì
cái mục đích của cái lễ hội này thì chúng tôi là những cái thương nhân của Việt Nam cũng như là thương nhân của Đà Nẵng thì cũng mong muốn là sẽ mang lại một cái giá trị thêm cho thành phố về việc giao thương ở nước ngoài cũng như kiểu Việt Nam và Đức. Và thứ hai nữa chúng ta cũng qua thông qua cái sự kiện lễ hội này thì chúng tôi mong muốn rằng sẽ mang lại một cái giá trị về một sản phẩm du lịch bên cạnh những cái sản phẩm du lịch mà thành phố đang có như là lễ hội mùa hè hay là lễ hội pháo hoa để thu hút cái lượng khách du lịch. Thì mục đích của cái lễ hội này thì đây là một cái lễ hội bia Đức của Dinkel Decker mà tổ chức ở bên ngoài nước Đức. Thường thì mọi người sẽ qua bên Đức thì để mọi người muốn được thưởng thức một cái lễ hội bia thì thường mọi người sẽ bay qua tới cái thành phố tổ chức, trong đó thường là hai thành phố lớn đó là München và thành phố Stuttgart, là hai thành phố lớn của nước Đức mà thường hay tổ chức lễ hội bia hàng năm và thu hút hàng triệu người yêu thích bia trên toàn thế giới về với hai thành phố này. Thì mục đích thì bây giờ để xa quá chúng ta qua đến nước Đức thì chúng ta sẽ tới Việt Nam chúng ta cũng có thể tận hưởng những cái không khí giống như một không khí ở bên nước Đức vậy. Thì cái mục đích của lễ hội là như vậy. Thứ hai là cũng giới thiệu về hãng bia gia đình lớn nhất nước Đức hiện tại. Cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn ông Ngô Thanh Nguyên. Thưa các vị đồng nghiệp, để hiểu rõ hơn về công ty lễ hội bia Festival Đức 2019 và quá trình hình thành sản phẩm của công ty có mặt tại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng những năm qua, cũng như bày tỏ sự biết ơn của công ty, trách nhiệm của cả một thành viên Thuận Nhĩ với các khách hàng đã hợp tác bền vững trong suốt thời gian vừa qua, tôi xin trân trọng kính mời ông và lãnh đạo của công ty lên chia sẻ. Xin thay mặt của công ty Thuận Nhĩ là cảm ơn các bạn, các anh nhà các phóng viên, nhà báo của tại Việt Trung đã đến tham dự buổi họp báo này. Chúng tôi cũng có chia sẻ với lại các bạn là cũng về mặt và pháp lý thì cũng đã xin phép sở thông tin truyền thông và sở xây dựng sở du lịch. Cái này, việc này là về thủ tục thì cũng đã đảm bảo thế, và chúng tôi cũng muốn là chia sẻ với một số anh em báo chí những người mà cũng có nhiều cái thời gian gắn bó với nhau. Tôi và anh Nguyên là đã đi qua Đức và cũng biết rất nhiều cái nhà máy bia, tại vì Đức là có khoảng là mình nước Đức là nước sản xuất bia, và thực sự đó là nếu mà giờ không nhầm thì có 1.000 nhà máy bia, nhưng mà nhà máy bia nào cũng rất nổi tiếng. Thì trong cái việc mà chọn lựa để cái thương hiệu và nhập sản phẩm về Việt Nam thì chúng tôi đã có cân nhắc và cũng đã chọn lựa rất nhiều lần, đến rất nhiều cái nhà máy bia để xem xét. Và thực sự thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã chọn đúng một cái sản phẩm bia mà ở đó tại ngay tại Đức thì cái sản phẩm này cũng không buôn bán. Tôi thông tin lại cho bạn đấy. Và trong 1.000 nhà máy bia đó thì nhà máy bia Dinkel này là cũng là một trong hai sản phẩm nổi tiếng nhất Đức. Thì thưa các bạn là về từ cái ý tưởng đó mà khi mà qua dự cái lễ hội bia tại Đức thì mới thấy là một cái lễ hội mà Đà Nẵng tổ chức rất xứng đáng. Tại vì hiện nay mình Đà Nẵng mình hàng năm cũng có rất nhiều cái chương trình, rất nhiều cái lễ hội mà thành phố cũng có được cái tiếng là thành phố đáng sống và cũng thu hút rất nhiều khách trong của đất nước mình và của thế giới đến Đà Nẵng. Thì chúng tôi cũng muốn có một cái lễ hội bia, và lễ hội này nó sẽ nằm vào cái trong chương trình hàng năm của thành phố Đà Nẵng. Ví dụ là mình như lễ hội pháo hoa, lễ hội dù lễ hội này các lễ hội thì trong đó có một lễ hội bia mà không phải
cái tầm vóc đó không phải là nằm ở trong Đà Nẵng hoặc ở đất nước Việt Nam, mà cái mong muốn của chúng tôi và cái mong muốn của nhà hãng bia đó, khi giao cho chúng tôi làm độc quyền tại châu Á, sản phẩm này giờ là độc quyền, cho nên mình cũng muốn là sẽ có khi cái ngày lễ hội bia này sẽ có cái ít nhất là cũng có được các cái khách hàng từ châu Á đến dự lễ hội bia tại Đà Nẵng, như là một cái lễ hội bia tại Đức mà cả thế giới đến dự. Thì cái việc mà chúng tôi đã gửi cho các bạn một cái thông báo báo chí mà rất là nhỏ, rất là gọn đấy thôi, nhưng mà trong cái công việc gì đó thì mong muốn là các cái nhà báo, các cái cơ quan báo đài hỗ trợ hợp tác cùng công ty để cho chúng ta sẽ làm từ một cái ý tưởng mới sẽ thành một cái sự kiện của thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đã có đồng hành chia sẻ cùng với công ty để mà đẩy cái việc này ra hàng năm. Chúng tôi là hôm nay thật sự ra thì cái việc mà đã làm này tôi cũng đã có công tác chuẩn bị cả năm để về chỗ này. Tôi đã mời được trong chương trình lễ hội ấy, sẽ có tương lai ấy, thì sẽ có bây giờ hiện nay đang làm là sẽ có một cái ban nhạc thì có thể là từ Đức hoặc từ Mỹ. Thì trong có những năm đến khi mà tôi với Nguyên đi dự cái lễ hội bia đó bên Đức ấy, thì mình cũng được có may mắn là xem được một trận bóng đá. Thì cái ý tưởng tương lai của chương trình hội bia này, khi mà nếu mà như thế sẽ có một đội bóng đá Đức cả với Việt Nam tại sân Đà Nẵng đi dù mầm cái lễ hội bia, nếu mà làm được điều đó chúng tôi đang rất là mong muốn cái chuyện như thế, để mà cái sự kiện là ngoài ra lễ hội bia sẽ có sự kiện văn hóa khác nữa. Thì cái chuyện này mong muốn là được các bạn chia sẻ và đồng hành. Thì trong chương trình này thì các bạn có đã cần thêm những thông tin gì đấy thì xin các bạn biết. Thưa quý đồng nghiệp, là chúng ta vừa nghe giới thiệu như là sơ bộ thông về cái hoạt động của công ty và sự kiện lễ hội. Và sau đây là phần đặt câu hỏi của các bạn nhà báo và phóng viên. Cái gì mà chúng ta chưa rõ và cái gì chúng ta không được, xin mời các bạn đặt câu hỏi. Xin mời chủ trì của họp báo ra sẽ có câu trả lời. Mời quý vị. Các bạn là có cái câu hỏi gì có? Cũng thông tin thêm các bạn là trong lễ hội bia hôm nay hai ngày, ngày 2 tháng 8 và 3 tháng 8 thì trong chương trình năm nay thì chương trình mới bắt đầu, cho nên là chúng tôi cũng đã dành có một số cái sự kiện để cho khách đến tham dự. Ví dụ là chúng tôi có mấy cái giải thưởng là mời đi châu Âu đi dự hội bia của khách tại châu Âu, rồi một số cái giải thưởng khác. Thì chắc lẽ là năm này là năm đầu tiên, nhưng mà cũng sẽ cố gắng làm cho tốt để mà thu hút các khách hàng, các bạn đến lại các cái dự các kỳ khác. Vì cái lần này thì cũng không trong cái mong muốn của công ty là chỉ là giới thiệu được hội bia Đức tại Việt Nam đầu tiên, nhưng mà cũng phải làm cho ra một tạo ra một cái sự kiện để cho là cái thu hút được cái khách hàng đã đến dự. Thì là năm sau họ sẽ dự và sẽ mời được bạn bè của các bạn đến dự. Mời nhà báo chúng ta đặt câu hỏi. Xin mời. Xin chào bạn thứ nhất, tôi tên là nhà báo Lao Động. Xin hỏi các anh chị một câu hỏi này. Thật ra là nghe các anh chị giới thiệu xong, tôi cũng đọc qua các thông cáo báo chí thì thấy được giới thiệu đây là một cái lễ hội lần đầu tiên tổ chức ở Đà Nẵng và nó tương đối hoành tráng, nhưng mà vào chi tiết thì cũng nó gọi là một cái lễ hội bia, nhưng mà ngoài cái màn hát múa biểu diễn và uống bia xong thì không biết là có cái điểm nhấn của cái lễ hội là cái gì, bao nhiêu sản phẩm được giới thiệu ở đó, và cái điều gì nó thể là cái dấu ấn mà nó có thể để lại cho du khách, để cho những người đến tham gia lễ hội hay là những người đàn ông uống bia, phụ nữ, trẻ em, hay là có cái điều gì đó mà ta có thể tìm hiểu về văn hóa Đức, hay là ngoài cái việc uống bia và xem các cái vũ điệu sôi động đó thì có cái gì nữa không?
ở đó có giới thiệu về chất lượng bia, có cái sự so sánh hoặc là có những cái gian hàng bày bán hoặc cái gì nữa không? Thì cái thông tin đó cũng tương đối vắn tắt và tôi muốn tìm hiểu thêm về một nếu gọi là lễ hội thì tôi nghĩ rằng là nó có nhiều cái hoạt động ngoài cái hoạt động chính đó là giới thiệu một loại bia rồi thưởng thức các cái vũ điệu so bài. Thì nếu như thế thì nó cũng hơi hẻo so với một cái tên gọi là lễ hội. Tôi xin cảm ơn. Thực tế ra thì cái lễ hội thì có phần lễ và phần hội. Phần hội thì chúng ta là nó thực sự tại sao mà cái lễ hội bia của Đức á thì nó thường diễn ra vào tháng 10. Tháng 10 bởi vì sao? Đó là một cái lễ hội mà sau khi người ta gặt hái cái đại mạch vào tháng 8, cuối tháng 8 thì trong quá trình đã sản xuất một cái bãi bia mới thì nó sẽ vào tháng 9, tháng 10. Thì thường là cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thì bên này thì chúng ta với điều kiện về thời tiết cũng như về rất nhiều thứ thì chúng ta sẽ có sớm hơn. Với thứ hai nữa thì cũng đây là một thời điểm mà thấp điểm của du lịch Đà Nẵng sau tháng 8. Sau tháng 7 rồi tháng 6 rất là đông, bây giờ tháng 8 thì cũng chọn cho đông. Với thứ hai nữa là ở bên châu Âu á thì người ta nghỉ, bây giờ là nghỉ hè của người ta thì cũng muốn là qua cái thông tin này để thu hút một cái lượng khách du lịch của châu Âu về với thành phố Đà Nẵng, về với Việt Nam. Đó là cái mục đích để tại sao chúng ta phải chọn tháng 8. Thì trong như trong các phần lễ thì chúng ta phải hiểu rồi, thì bây giờ ở bên Đức thì làm cái lễ hội của ta như sao thì chúng ta hiểu một nguyên bản về nó đấy. Để đó chứng minh một lễ hội khai lúa mới chứng minh mình vậy, thì bên đó họ cũng là đó là một ngành nông nghiệp công nghệ cao của Đức đấy. Người nhưng mà người ta vẫn có văn hóa, như Việt Nam mình vẫn đồng bào vẫn có văn hóa lúa mới, thì ở đây họ vẫn có văn hóa sau quá trình mà người ta gặt hái cái đại mạch đó, người ta đưa vào sản xuất bia để người ta sản xuất ra toàn thế giới. Thì thứ nhất về mặt kinh tế thì chúng ta cho thấy được là một cái ý chí, một cái cách làm kinh tế của người Đức. Cái thứ hai nữa là cái văn hóa truyền tải đó là văn hóa cộng đồng, văn hóa trách nhiệm trong quá trình anh uống bia. Thì tại sao chúng tôi sẽ có những cái việc mà đưa anh đi về bằng taxi, rồi tất cả để giới thiệu cái sản phẩm bia Đức anh uống nhiều như vậy, thì cái chất lượng sản phẩm nó như thế nào, cái ảnh hưởng tất nhiên uống bia rồi thì nó sẽ có, nhưng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về cái độ tinh khiết, về quy trình sản xuất và sự nghiêm ngặt của một cái sản phẩm bia. Đấy. Rồi trong đó những cái hoạt động giải trí thì chúng ta có âm nhạc, thì người Đức mọi người phải hiểu rằng những nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới bây giờ là của người Đức rất là nhiều. Thực tế nó là người Áo, Beethoven đồ ăn là Mozart của đồ thực tế nguồn gốc từ Đức hết. Thì tại sao người Đức họ rất yêu âm nhạc, thì trong cái lễ hội họ lúc nào cũng phải có âm nhạc. Cái mà cơ bản nhất của cái lễ hội bia Đức là phải có âm nhạc và có bia và văn hóa cộng đồng. Là văn hóa gì đi, họ rất là vui. Tại sao những cái bàn của bia Đức nó không như Việt Nam mà nó chỉ 4 người hay là nhỏ chứ không, họ có bàn long table rất là dài. Sắp tới em tham gia lễ hội bia là vì tất cả bàn ghế của tôi là được nhập từ Đức về chứ không phải sản xuất ở đây và theo cái tiêu chuẩn của Đức chứ không phải tiêu chuẩn của Việt Nam. Là cái bàn nó dài 1m6, 1m8, 2m mà ngồi cả 10 người, 12 người là sắp xếp bàn như vậy. Tại vì qua cái lễ hội đó thì người ta bắt đầu giao tiếp được với nhau, người ta có thể uống một ly bia, người ta có thể giao tiếp được với nhau, thì anh không phải là bạn của nhau nhưng thông qua cái buổi lễ hội đó anh ngồi với nhau, anh có thể giao tiếp được với nhau, cái văn hóa cộng đồng của tính trong quá trình uống đó nó sẽ cao hơn. Thì có thể là mọi người sẽ không hiểu nhưng mọi người sẽ cảm nhận được là tại sao hôm đó mình sẽ có thêm một vài người bạn. Ở văn hóa Đức là nó là như vậy. Cái tính đoàn kết, cái tính tổ chức của họ rất là cao. Ví dụ có những cái hiệp hội của Đức rất là mạnh, thậm chí những cái nông nghiệp về Đức đó, họ gọi là bây giờ có một cái gọi là hợp tác xã kiểu Đức. Nếu mà nếu mà làm kinh tế mọi người sẽ hiểu được cái mô hình hợp tác xã của Đức. Mặc dù có rất nhiều nông dân lại với nhau, có một người đứng ra chịu trách nhiệm trong cái chuyện tiêu thụ cái đó, là người ta đều chia sẻ với nhau. Thì chính là làm nên cái nền kinh tế Đức mạnh mẽ nhất châu Âu đấy. Như vậy thì cũng qua cái văn hóa uống, qua văn hóa tiêu dùng đã hình thành nên một cái văn hóa cộng đồng, văn hóa cuộc sống trách nhiệm. Thì cái này chúng tôi muốn truyền tải cái đó thôi. Thì anh sẽ thấy nó không phải là ngồi cái bàn 4 người hay là 2 người hay là gì hết, mà nó sẽ có bàn
6-8 người, 10 người, thậm chí 12, thậm chí 20 người. Thì để làm gì, anh đi một 2 người cũng được, không vấn đề gì hết. Anh vô đó, anh ngồi, anh sẽ có mặt và anh nói chuyện với họ. Anh giao tiếp với họ, anh chia sẻ những cái gì anh nghĩ, thì sau đó nó trở thành cộng đồng. Thì qua cái đó, thì thứ nhất là về ý thức về uống bia, ý thức của người sản xuất bia là cái có tiêu chuẩn. Thứ hai nữa là cái ý thức của người bán bia. Và thứ ba nữa là chúng ta thấy nó có cộng đồng người ta, nó mặc cái tính đoàn kết, nó cao, nó có một cái đại học rồi. Rồi tiếp tục cùng với những nghi lễ mà nào là khơi thùng bia để mà khai những cái thùng bia mới sản xuất của năm này, thì cái này tất nhiên chúng tôi sẽ có trong một tặng lễ hội đó, chúng tôi sẽ có để một cái nghi thức. Còn chính cái nghi thức đó là người Đức người ta sẽ qua đây để làm cái việc đó, tại vì mong muốn của người Đức là muốn một cái lễ hội bia mà là của nước Đức, là bên ngoài biên giới Đức. Đấy, cái đó là cái là mà người Đức người ta nói là đây là cái lễ hội bia mà bên ngoài biên giới. Còn thường á, lễ hội bia Đức là phải ở nước Đức, còn tổ chức nhỏ ở Việt Nam thì nó chỉ có phục vụ cho cộng đồng những doanh nghiệp Đức trên toàn thế giới này. Đấy, người ta đi làm ăn, thậm chí như cái hàng bia của tôi là thuộc các thành phố Stuttgart, là quê hương của Mercedes, là cái tập đoàn Daimler, hoặc là của Porsche, hoặc là Porsche mà thiết bị điện Porsche, vẫn có nhiều tập đoàn lớn. Thì đó là những cái người ta sẽ tham gia để người ta gìn giữ tất cả, và người ta truyền tải. Thì mình muốn hợp tác với họ về mặt giao thương văn hóa, thì chúng ta phải hợp tác họ để chúng ta sẽ có những cái thương nhân nhiều hơn ở Châu, thì chúng ta có những dịch vụ cho họ, những cái lễ hội nó văn hóa, thì chúng ta sẽ kết nối được nhiều thương nhân của họ, là những cái người chủ lớn của Châu Âu. Ví dụ vừa đầu tôi có mời vừa đầu tôi đi tham gia lễ hội bia Đức ở bên Stuttgart, cũng của các hãng bia này tổ chức rất là lớn, một cái tên một cái lều của nó là đến 5.000 người, mà nó có đến 4-5 cái lều như vậy, thì anh chị hiểu là cái lượng mà người ta giúp mình, người ta đi giúp mình là đó là cái chuyện mà văn hóa người ta đấy, nó đi như hội đó đấy. Rồi á, tôi cũng mời mấy thương nhân nước ngoài, cái bàn của họ để tôi ngồi 100 mấy thương nhân của toàn thế giới đó. Thì nó tôi mời qua thì họ đã qua và họ rất ấn tượng về Đà Nẵng. Họ không bao giờ nghĩ rằng Đà Nẵng là xinh đẹp đến mức như thế, không bao giờ nghĩ Việt Nam lại xinh đẹp đến mức như vậy đấy. Và họ rất ấn tượng và họ nói là chắc chắn họ sẽ quay lại. Một phần là vì họ đang có kinh doanh ở đây, có cái business của họ ở đây. Cái thứ hai là họ thấy cái thành phố này quá xinh đẹp. Nó Đà Nẵng nó đi và Việt Nam, họ đi từ Hạ Long, họ đi nguyên một đất nước Việt Nam, và họ là những tỷ phú mà họ đã từng qua Thái Lan, họ từng qua Hồng Kông, chứ không để lại họ ấn tượng gì bằng Việt Nam. Tôi nói thật sự là cái vấn đề du lịch của Việt Nam còn rất nhiều cái điều kiện để phát triển về cảnh quan, về con người, về ẩm thực, rất là nhiều thứ. Thì chúng ta muốn để bạn chúng ta phải có sự giao lưu văn hóa qua cái lễ hội này thôi. Thì cái mục đích là như vậy. Rồi thứ hai nữa là sau này mình muốn ảnh hưởng cái khu vực khác, thì mình làm lễ hội thay vì họ đi mua Đức, họ có thể mua Việt Nam với sự hỗ trợ thông tin, hỗ trợ cái mô hình như vậy, thì họ sẽ quảng bá tất cả những nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, để họ mua Đức thì có thể mua Việt Nam, để họ thưởng thức một ly bia Đức thật sự là tinh khiết, cũng với một không gian đó, nhưng mà cũng người Việt Nam tổ chức. Và thậm chí họ còn nói với tôi là anh cứ tổ chức đi, có thể năm tới nữa tôi sẽ mời, thay vì tôi đãi tiệc cho những cái thương nhân đi toàn thế giới của tôi á, ở tại thành phố đó, thì thay vì nữa tôi mời họ qua Việt Nam. Mà nói thật sự thì đây là tôi là người đề nghị họ cho phép tôi được làm cái việc này tại Việt Nam, chứ còn chưa chắc họ đã cho. Vì 100 mấy thương nhân khác họ bán tới Ý, tới Tây Ban Nha, tới Mỹ, tới tất cả các nước, tới Nga, họ nhập cùng sản phẩm như đó, nhưng họ chưa làm cái đó. Thì tôi nói là thôi cho tôi làm thì học đi. Thì ở châu Á thì ông chưa ai làm, thậm chí Trung Quốc bây giờ cũng đang bán ở cái sản phẩm bên này, chứ họ không có. Thì góc độ mình là tại vì mình cũng mang cái sản phẩm về cho Đà Nẵng này, mình mới đề nghị họ là cho phép mình làm cái học của bên họ. Tất nhiên là sắp tới họ cũng sẽ có người của họ qua đây để giám sát. Tôi cũng gửi cái proposal của bên Đức ra, rồi tất cả mọi vấn đề nó cũng phải theo các phương hướng đó. Chúng ta làm thì giải thích cho chị thêm là tại sao chúng ta có gọi đây là lễ hồng, để cho nó giống cái concept này, cái câu chúng ta nói gọi là bia, đi uống bia thì nó lại khác. Thì cái này chúng ta sẽ đạt nhiều giá trị hơn, là chúng ta sẽ mua không gian đó, mua cách bộ bố trí không gian đó, bàn ghế đó, cảnh quan đó, dịch về giải trí đó, thì mọi người sẽ hiểu được văn hóa.
cái lệ phẩm nó nằm ở đâu. Thì tôi muốn giải thích thêm để cho chị hiểu sâu sắc hơn làm sao chúng ta có thể dùng nó được. Cảm ơn anh, xin mời anh. Trong bên là có cái sự mà tôi muốn hỏi anh chút xíu đó là cái ngày khai mạc đó thì là có đại diện nào bên nghiên cứu đất cơ vậy hay không, và họ có hỗ trợ những gì cụ thể cho mình tại cái lễ hội này hay không? Vì nãy có nói là anh cũng muốn có một cái lễ hội cũng tương đương mang phong cách của Đức như người Đức, thì bên đại diện của nghiên cứu đất cơ có hỗ trợ gì không? Và thứ hai là mình biết thì Thuần Nghĩ là thành viên của GBA là Hồng Công Nghiệp Đức, thì bên GBA cũng có những cái hỗ trợ gì cho quảng bá hay là có cái những cái gì đó mà tiếp sức cho Thuần Nghĩ để làm chương trình hay không? Đúng rồi. Xin phép để thêm một hai ý kiến cho đây là đúng không? Xin mời anh Thái Châu. Tôi hỏi sai này là hồi nãy anh Hoàng nói là một trong hai cái chọn được cái thương hiệu bia là đặc sắc là thương hiệu nào đó thì cái lắc cơ là đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là câu hỏi này đấy là mình mong muốn tổ chức một cái lễ thành bia của Đức bên ngoài nước Đức các bạn, thì sợ là bây giờ cũng đã mở rồi nhưng mà có lẽ là về lâu dài thì có sự tham gia của đại sứ quán Đức tại Việt Nam không, có sự tham gia của cộng đồng các cái doanh nghiệp người Đức sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt trước mắt là tại Đà Nẵng, mời họ tới. Vì trước đây là tôi có dự một cái cuộc là cái hiệp hội du lịch Đức ấy, nó tổ chức một cái ngày hội của nó mà ở tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp du lịch của Đức trên toàn cầu là trong Đà Nẵng, thì ví dụ như các cái anh mà doanh nghiệp của Đức cái tại Đà Nẵng này, thậm chí các cái trung tâm mọi người ta dạy tiếng Đức rồi đấy, người ta mở những cái gian hàng nhỏ giới thiệu, thì cái đó nó làm phong phú thêm cho cái không khí lễ hội của mình. Con cái này mà tôi hơi lo lắng này là từ ngày 1/1/2020 thì là cái chuyện cấm tuyệt đối uống bia rượu khi lái xe đó là cũng có hiệu lực. Thế thì bây giờ cái lễ hội này mình tổ chức đây rồi sáng năm rồi làm sao, đó cũng là một cái vấn đề nên là đặt thêm cho bạn em chú. Xin mời một người khác trả lời rồi. Cái thứ nhất là doanh nghiệp thì cũng mới là thành viên của GBA, thì nói GBA là thực tế ra là chỉ là doanh nghiệp Đức thôi chứ không có doanh nghiệp Việt Nam nào tham gia các tổ chức đó. Thì đây là cũng là cái thông tin để xác nhận với chị là sẽ có sự hỗ trợ của GBA trong đó. Mà thực tế GBA thì cũng đang khuyến khích, tại vì hiện tại GBA là có hai cái tổ chức sự kiện Oktoberfest, một là tại Hà Nội là khách sạn Marriott, hai là thành phố Hồ Chí Minh là khách sạn Nico Sài Gòn, thì và sau này chúng ta sẽ là tại Đà Nẵng, là ba đầu đất nước để mà chúng ta tổ chức cái lễ hội bia được sự hỗ trợ của CBA. Rồi cái thứ hai nữa thì cái việc truyền thông thì hiện tại là nói thực sự với anh chị là chúng ta đang làm rất là chậm, và năm này á thì quan điểm của mình là không muốn truyền thông quá lớn, không phải là gọi anh chị ở đây không phải là không muốn truyền thông, nhưng mà nó thực sự là chúng ta phải kỹ, anh chị hiểu không? Tại vì thứ nhất cái concept của chúng tôi đưa qua là bên Đức thì người ta chỉ hỗ trợ cho chúng tôi về concept, vì năm đầu tiên người Đức người ta rất là rõ ràng, chúng ta phải làm để tốt nên đi sinh mà, nên sự hỗ trợ chỉ về thông tin thôi, là người ta sẽ qua đây ghi nhận thông tin và đưa cái sự kiện này về với bên thành phố bên nước thôi, chứ còn nói về vật lực vật chất thì gần như doanh nghiệp chúng tôi sẽ tự bỏ hết, bên Đức không có hỗ trợ bất cứ một cái chi phí nào hết cho cái sự kiện này, và người ta chỉ có hứa hẹn với chúng tôi rằng nếu chúng tôi làm theo đúng tiêu chuẩn của họ thì tất nhiên thì sắp tới ngày 23/8 họ sẽ dựng liên tục ở đây, một phái đoàn của họ dựng liên tục ở đây, bên Đức của bên này sẽ được qua bên này đấy, họ sẽ tham gia và chính họ là người khai mạc cái sự kiện đó cùng với công ty đấy, thì sẽ có đại diện và đại diện họ đăng ký qua đây rồi thì chúng tôi là có. Còn nói về chỗ anh Thái Châu thì tất nhiên chúng tôi cũng đang lấy cái danh sách của CBA để chúng tôi bắt đầu gửi thư mời tham dự, thì tất nhiên trong hiệp hội thì có một công ty hiện tại CBA nó có hơn 500 doanh nghiệp của nước, mà toàn những công ty lớn không,
không có công ty nào nhỏ như Mercedes, Porsche, BMW, Porsche, Siemens và những cái tập đoàn tài chính Deutsche Bank rất là lớn. Thì hiện tại là mình đang cũng đang là doanh nghiệp của tôi đang là thành viên của hiệp hội đó, thì chắc chắn là họ sẽ hỗ trợ. Vì người đất thì ở đó là thành viên và họ đang hỗ trợ, đó là cái điều họ phải làm, chứ không hiệp hội biết rất mạnh là vì như vậy. Khi đã thành viên hiệp hội và họ đã cho vào đó, đó là việc họ phải làm. Còn cái chuyện mà uống bia mà lái xe 20 thì thực tế là tôi có thể châu là hiện tại năm này chưa cần cấm, chúng tôi đã có rồi, là chúng tôi sẽ phát cho anh một cái voucher 50.000 đi taxi về sau khi đúng. Và chúng tôi cũng rất thực sự cũng không vui khi mà chào đón anh chị bằng phương tiện cá nhân. Và chính ở nước Đức người ta cũng nói với tôi rằng quanh cái lễ hội họ là toàn là phương tiện công cộng, mà chỉ họ quy hoạch cái khu đó thôi, và rất nhiều phương tiện công cộng chạy quanh của đó, nào là bus, nào là railway, nào là tất cả metro, metro là nguyên cái khu đó. Đấy, anh chị người nào qua anh chị sẽ thấy được tất cả họ không cho phép cái việc uống bia mà lái xe. Nhưng mà người Đức người ta uống nhiều lắm, người ta uống khủng khiếp lắm, chứ không phải mình uống. Nó thiệt sự tôi qua bên đó mà tôi hỏi chơi chơi thôi, kêu là nếu một người uống nhiều nhất cái lễ hội này là bao nhiêu ly, mà cái ly họ là ly nhỏ, ly một lít, cái ly bằng ba cái chai bia mình này, bằng ba cái chai này, hổ 16 ly. Không ăn đua gì mà uống 16 ly. Sao chi mà uống dữ, nó bụng đâu uống dữ. Ok, uống từ đầu buổi đến cuối buổi 16 ly hổ. Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy là uống nhiều đó chứ thầy. Uống nhiều đó chứ. Thì cái vấn đề đó thì cũng có là qua cái sự đại học này thì cũng có vấn đề là chúng tôi quảng bá cái chuyện mà uống bia không lái. Chúng tôi sẽ phát hỗ trợ cho anh chị đi về, và chúng tôi khuyến cáo anh chị rằng trong tất cả những cái truyền thông chúng tôi anh chị đã nói được phát hỗ trợ đi về. Thì khi phát hỗ trợ thì anh chị hiểu đâu, anh chị không lấy được bằng thì là không đi tới taxi đi về, taxi chấm sướng mà uống bia Đức mà tôi giá 1 triệu mà uống say luôn. Tại quan trọng đây chúng ta mở bán sự kiện là nhất, chứ cũng không bao giờ có chi phí. Tất cả những chi phí ta biết rồi, để thì một cái sự kiện lớn từ văn nhạc xin up tất cả mà dưới triệu thì nó sụp đổ, mà uống bia Đức 100% nghe một chai bia Đức rất là đắt tiền. Mấy anh đã từng thử trải nghiệm ở nhà hàng rồi, anh chị sẽ hiểu được một chai nước bao nhiêu tiền mà tôi cũng được biết rằng nếu một người lại uống cho họ thoải mái thì một cái bia Đức là chuyện bình thường. Không, nói thật sự một cái bia Đức là chuyện bình thường, vì bia Đức nó thật sự cũng giải thích cho anh chị luôn là cái quy trình sản xuất họ rất nghiêm ngặt. Thậm chí cái nhà máy này nè, Nickelbacker này là gia đình, và trên toàn thế giới chỉ có một nhà máy ở thành phố Stuttgart và không có nhà máy thứ hai. Vùng nguyên liệu của họ là chỉ trong bán kính là 100 km và quy hoạch dưới sự kiểm soát của nhà máy. Bữa nào được anh chị là tôi sẽ mời một anh chị báo chí qua bên đó để nhận thấy được cái vấn đề của họ nghiêm túc trong cái chuyện sản xuất bia như thế nào, tính trách nhiệm của họ như thế nào trong quá trình sản xuất. Một quả bia nó phải đúng 26 ngày lên men, fermenter là lên men để cho ra được chai bia, và nguồn nguyên liệu nó phải sạch, nó phải được. Thậm chí cái nhà máy bia này anh chị biết nó vận chuyển bằng cái gì vô trong vùng nguyên liệu và đi ra tới nhà máy không? Đó là cái xe điện của Tesla, cái xe container và xe truck của Tesla mới nhất bây giờ, và xe điện của Mercedes là người ta vận chuyển để tránh ô nhiễm trong những cái farm của họ, những cái nông trại của họ. Và nguồn nước của họ thì rất là sạch, họ lấy từ đây một cái. Thường anh chị biết vì sao mà xứ Bavaria là nổi tiếng về bia, 70% của bia là nước. Mà cái thành phố này, xứ này là xứ trên núi, xứ cao nhất của nước Đức. Họ chỉ lấy từ cái mạch nước ngầm họ ra để họ sản xuất rất tinh khiết, và thậm chí những con suối đó nó sẽ được quy hoạch không được có nhà ở và nhà máy trên để sản xuất. Thì tại sao tôi làm nhà hàng này cũng 10 năm trong ngành bia rồi, đó nhất người khách và tôi chinh phục khách bởi vì chất lượng sản phẩm tôi đảm bảo. Chứ còn ở đây dịch vụ thì nó thực sự không có nhiều, không có nhiều ngoài chỉ có chai bia thôi. Nhưng cuối cùng rất nhiều khách, và thậm chí các anh chị báo chí đây cũng có anh chị đã thường xuyên trải nghiệm dịch vụ là vì chất lượng của nó.
thì chị uống thì nó 10 chai mà sao chị không có vấn đề gì được được hết, bởi vì nó còn cô mang ở trong, nó còn cô mang ở trong chai bia, nó sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa của chị cũng không ảnh hưởng chị được được của chị. Cũng như chai bia nó sản xuất nó phi vector đến lâu đến mức như vậy thì nó làm gì có ai biết, nó quá trình lây mang cái đại mạch, và trong thành phần bia của Đức nó chỉ có bốn thứ duy nhất, không được cái thứ gì khác thêm theo luật tinh khiết của Đức, của ông Quy Nam mà thứ tư ông đưa ra cái luật gọi là luật tinh khiết trong quá trình sản xuất bia. Thì trong bia của Đức nó chỉ có most là cái đại mạch là mầm lúa mạch của anh chị hay uống, anh chị hay uống. Thứ hai là ho hấp lô, thứ ba là con kiến và con mèo thường trú, và thứ tư là nguồn nước, và nó chỉ bốn thứ đó trong một chai bia. Còn nếu nó thêm một thứ gì khác nữa thì nó không bao giờ được gọi là chai bia của Đức và không được theo quy chuẩn theo luật tinh khiết của Đức. À, bia Đức thì nhiều nhưng mà luật tinh khiết của Đức để áp dụng vào bia là rất là nghiêm ngặt, nên nó nghiêm ngặt ít. Bây giờ trong chai bia bây giờ thì hiện tại những cái chai bia chúng ta làm nó đang được lây men không trào, nó xử lý rất là sạch sẽ. Thì anh chị sẽ trải nghiệm đó, những cái việc đó và cái sự nghiêm ngặt trong người ta tiếp tục cái quá trình hình thành lên được cái thương hiệu của người ta tiếp tục nghiêm túc, nghiêm khắc, thực qua bên đó cái quy trình của người ta. Cái đây không phải để chỉ để tôi không muốn quá nói nhiều về bia, nhưng mà anh chị sẽ cảm nhận một người có thể học nhanh. Đó. Anh chị sẽ uống quá nhiều bởi vì uống miễn phí mà uống cứ bỏ chiều ăn uống thoải mái miễn phí cứ uống thôi, thì để xem thử là nó như thế nào thôi. Được không? Xin mời các chị tiếp tục đi. Cái này hỏi dùm cho các bạn đây này. Đây các bạn nói là nếu như mà anh đi taxi tới, cái rồi ông đưa cái hóa đơn taxi cái đoàn tới rồi anh có bộ thật loãng dùm nhau luôn, ngồi cho vô chơi đưa tiền về. Cái này là khó khăn. Mình có đưa ra cái giá dao động từ 990 đến 1.500.000 thì có nghĩa là như thế nào? À, cái này thì cái cách bán hàng thôi. Bán ai mua sớm thì rẻ, ai mua trễ thì mắc hơn. À, tôi đi cho người đến trước, người đi sau. Thấy không? Hiện tại 2.000 cắt cho 2 đêm. Nếu mà chắc cũng không tới số đó, tôi sẽ bán tiếp tục để cho không gian đó. Anh biết được cái thông tin cái này là Sơn Trà, nhưng mà là Sơn Trà. À, Sơn Trà thì có tài tình sai, còn đấy là Sơn Trà. Chào anh, chào chị. 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 Chào cái này nó thực sự á là buffet nó khoảng gần 140 và đầy đủ hết. Nếu mà để một con nít á thì nó sẽ rất thích xúc xích, vì xúc xích chúng tôi phục vụ trong lễ hội là xúc xích tươi sản xuất đúng theo tiêu chuẩn của Đức và khẩu vị của người Đức, là xúc xích mà tươi chứ không phải như mọi người hay mua là xúc xích là ví dụ là sinh trùng biến trùng lọc. Còn đây là xúc xích sản xuất tươi và cấp đông, và chúng tôi chỉ chiên lên thôi, là chúng tôi đang phục vụ xúc xích và mì cơm súp, nói chung tất cả mọi thứ này thì chúng tôi cũng không đến nỗi là cũng khuyến cáo một lít tới đâu, tại vì thực tế nó không gian thì hầu vui thôi mà tụi nó cũng thích, mấy đứa nhỏ cũng thích món này là uống đi thôi. Thì đôi khi thì tới giai đoạn nào thôi về gia đình để nhiều quá cũng mà cũng có thể ăn đến thì yên tâm, không có sinh bên trong và bên ngoài hết. Trong cái sự kiện này thì 140 từ salad đến ẩm thực, đồ ăn, mì, cơm, các bạn cái tập của Việt Nam và Đức, nó sẽ có một số món Việt Nam muốn nướng cái này đó và một số món Đức truyền thống. À, mà mọi người chỉ có mục đích là mục đích đơn giản, mà mục đích người ta ăn uống là cộng thẳng hơn Việt Nam. Hồi lên có một khuyến mại cho trẻ em bao nhiêu tuổi cũng như cảm giác ra thấy ẩm có chứ, thì cái vé nó thì ví dụ như trẻ em thì cái chỉ 1 phần 3
đi một cùng ba giá. Thì để cho các bạn đi chơi, thực tế là đó là giống như là một bữa tiệc gia đình, một bữa tiệc công ty vậy. Cái lễ hậu là nó giống như này này, thay vì anh chị đi tổ chức cho nhân viên mình đi chơi, thì thay vì anh chị tới đó, anh chị tổ chức đi chơi mà một người rất là vui. Vui thứ nhất là có cộng đồng của những người công ty khác với công ty mình, những người bạn khác với công ty mình, thậm chí hàng xóm anh chị mời đi cũng được. Thay vì bình thường mình không mời ông đi chơi được, thôi bây giờ hôm nay mời ông đi chơi, uống vô, nói chuyện, hồi đó mới nói với nhau được. Em nãy em có nói cái câu chuyện là cộng đồng giao tiếp ấy, thì cái quên lễ hậu này có thể xử lý cái đó, xử lý rất nhiều cái vấn đề đó, và tính là cực cảm thấy yêu thương nhau hơn. Thấy là tốt đẹp hơn, phải không? Thì cái mục đích hồi nãy đầu tiên mà mình nói cho anh báo nó là mình hỏi. Này, còn nhà báo được hỏi nữa không ạ? Chắc cũng hết được phải không? Ban tổ chức cũng đã triển khai rất là sâu và rất rõ ràng rồi. Thì kính thưa chủ trì hội nghị, kính thưa tất cả các anh chị, thì thay mặt ban tổ chức rất là cảm ơn các anh chị phóng viên nhà báo đã bỏ thời gian về đây để ghi hình và để làm tin và tuyên truyền cho cái lễ hội báo, lễ hội bia sách Việt Nam tại công viên Tháp Mua năm 2008. Chúc các anh chị là mạnh khỏe, chúc các anh chị tác nghiệp tốt, thành công trong công việc của mình. Và đặc biệt để chúng ta biết được và thưởng thức được thế nào là vị Đức, thế nào là ẩm thực của Đức. Thì trân trọng kính mời tất cả các anh chị sau khi hoàn kết cái luận của chương trình báo, chúng ta vui lòng ở lại cùng chia sẻ với nhau. Xin quý vị chúng ta ở lại vừa được thưởng thức cái vị Đức 100%, vừa ẩm thực Đức và vừa nghe văn nghệ. Chúng ta dành cho nhau một tràng vỗ tay cho cái sự kiện này. Báo đến đây là nói là bia là của anh Nguyên tại đây, còn em sẽ được thưởng thức cái món chúc chất anh Hòa đấy, chúc chất anh Hòa cái đó bây giờ. Cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian hôm nay. Tôi ra. Để đi đâu để hai chị mình.
Hôm nay thì xin được mở đầu, bởi vì khi bước vào đây đó,
bác sĩ vừa quay phim cho anh. Em cử một người hát thay em cho tôi. Đừng hát đi, rồi. Vỗ tay, lỡ vỗ tay rồi. Em cử anh Mạnh hát thay em. Tùy anh thôi, anh biết nó quay phim nhưng mà. Rồi, Mạnh đi. Đây là cái này, anh nhá. Châu đi. Em mới một lon nữa sao? À, một biết hay trong biết. Hay trong thì không biết. Tiêu luật của vời. Anh nhớ là anh đâu quay phim đó nè. Quay. Mày quay luôn. Mày quay đi luôn. Mày quay đi luôn. À, đấy hả? Thôi trước tiên là em xin phép được gửi lời chúc mừng đến anh Nguyên, anh Hòa cùng chương trình họp báo của mình. Vô 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 vui với lại chương trình buổi trưa ngày nay một bài hát của Đoàn Đàn Mùa Xuân. Em ơi giúp em một tiếng đàn. Tình ơi vút lên một tiếng đàn, nghĩa đã xóm dây cùng đàn đàn lửa phim đất nước mình son sao mùa vui đang nở rộ. Mình trên hát gieo ca xuân về nương ngao la sông ca lương suốt đời. Khi anh đứng ngọn đèn em che ngọn gió đường vui ngày bữa ngày mai tâm hồn nhớ nhỏ ngày mai xây đèn đèn đường ngày mai em ơi vui lên một tiếng đàn để làm sóng anh Khiêm ạ, dạ, theo giới thiệu của anh Trinh, dạ, xin mời anh Khiêm. Vừa rồi là cái này, đặt từ ngày 26 tổ chức trước. Dạ, 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 không kể. Khiêm nói đi, không lộ lời. Nhìn tên tổng này, thấy đây. Đã, chào cậu. Bây giờ mới thấy bàn tài nữa. Đó, rồi. Nhìn người thì phải mạnh mẽ. Thank you.
tôi không biết nói gì. Rồi xin mời lúc này nhá. Mình đưa vào đây chị hơn lúc này không thể làm gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có nào để hết.